Chúng ta sẽ tiếp tục đến với module kế tiếp. Đó là module Custom HTML. Thì module này giúp cho chúng ta biên soạn và hiển thị cái nội dung HTML theo ý muốn của chúng ta rất là đơn giản và tiện lợi. Thì để tạo ra module này, chúng ta cũng truy cập vào phần quản lý admin. Chúng ta sẽ đóng đi những cái phần không cần thiết này lại. Chúng ta sẽ vào phần là module manager. Chúng ta sẽ click vào new để tạo một module mới. Và kiểu module của chúng ta tạo là custom HTML. Chúng ta cũng nhập vào title cho nó. Position chúng ta sẽ chọn là một cái position ở vị trí là red. Status, Asset, các giá trị khác chúng ta sẽ để ở giá trị là mặc định. Phần Customer Boost chúng ta sẽ bắt cái nội dung module Custom HTML vào và chúng ta nhấn vào nút Save. Sau đó chúng ta ra ngoài trang Public của chúng ta di chuyển vào trang chủ và chúng ta thấy là cái nội dung do cái module custom HTML tạo nó đã được xuất hiện ở vị trí red của chúng ta. Với ứng dụng của cái module custom HTML này, chúng ta sẽ xây dựng một cái chức năng hỗ trợ trực tuyến mà chúng ta thường thấy ở các website, đó là hỗ trợ trực tuyến bằng Yahoo. Chúng ta sẽ có một cái liên kết Yahoo bằng hình ảnh và khi chúng ta click vào cái liên kết đó, chúng ta sẽ bật lên một cái cửa sổ chat Yahoo với người hỗ trợ của chúng ta và chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng cái module đó. Thì chúng ta sẽ quay lại phần quản lý cái module custom HTML này. Tôi đã chuẩn bị sẵn một cái đoạn code cần thiết và chúng ta sẽ copy cái đoạn code này và chúng ta sẽ paste vào. Trước tiên chúng ta sẽ xóa cái phần nội dung này đi. Chúng ta sẽ paste vào cái trình soạn thảo này. Chúng ta sẽ qua bên cái phần là HTML, chúng ta sẽ paste và chúng ta sẽ nhấn là nút update. Sau khi chúng ta nhấn vào nút update thì chúng ta sẽ được một cái hình ảnh với cái title của cái hình là chăm sóc khách hàng và một cái icon Yahoo để miêu tả cái trạng thái online hay là offline của cái tài khoản Yahoo mà chúng ta đã cập nhật vào. Chúng ta sẽ thử quan sát cái đoạn code. Chúng ta sẽ kéo cho nó bự ra. Thì đây chúng ta sẽ bao gồm một cái thẻ A, ba bọc quanh, một cái thẻ email, đó là một cái hình ảnh online hoặc là offline. Với cái thẻ A chúng ta sẽ truyền vào một cái href có cấu trúc tương tự như thế này. Với đây là cái tài khoản Yahoo mà các bạn muốn truyền vào để cho phần hỗ trợ online của các bạn. Ở đây chúng ta sẽ tăng cái width và cái height nó lên cho nó có thể dễ nhìn hơn. Ở đây tôi sẽ tăng nó lên là 160 và cái height của nó là tôi tăng lên thành là 100. Sau đó chúng ta sẽ nhấn nút update và cái hình ảnh của ta đã được phóng to lên. Sau đó chúng ta sẽ click vào nút save. Chúng ta tiếp tục ra ngoài trang chủ và chúng ta refresh. Thì sau khi refresh thì chúng ta thấy là cái hình ảnh Yahoo của chúng ta nó đã xuất hiện và chúng ta cũng chỉ việc click vào để chúng ta khởi tạo cái ứng dụng để chúng ta mở cái Yahoo và chúng ta sẽ chat với cái người hỗ trợ trực tuyến này. Các bạn thấy là rất đơn giản để có thể xây dựng một cái chức năng hỗ trợ trực tuyến bằng cái module là custom HTML. Chúng ta sẽ quay trở lại cái module này và tìm hiểu thêm các thông số Basic Option của nó. Ở đây cái giá trị Repair Content chúng ta sẽ chọn ở cái giá trị là Z để tránh cái trường hợp bị lỗi khi chúng ta sử dụng các module custom HTML. Cái giá trị thứ hai là cái Background. Giả sử tôi sẽ chọn một cái Background. Chúng ta sẽ chọn một cái Background và chúng ta nhấn vào nút Insert.
Sau khi nhấn insert thì cái đường link đến cái hình ảnh đã xuất hiện ở cái ô background này. Chúng ta tiếp tục click vào nút save. Và ở ngoài trang home chúng ta sẽ refresh lại. Và chúng ta thấy là cái hình background của chúng ta đã được load ở phía dưới cái biểu tượng hình ảnh Yahoo của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã hiểu được hết các thuộc tính basic option của phần module custom HTML. Chúng ta sẽ nhấn clear nó đi và chúng ta nhấn tiếp là save. Chúng ta tiếp tục refresh ở ngoài trang home. Như vậy chúng ta với vài thao tác cơ bản và rất là nhanh chóng, chúng ta đã tạo nên một phần hỗ trợ trực tuyến bằng cách là sử dụng cái module custom HTML. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái module thứ tư. Đó là module footer. Thì module này giúp cho chúng ta hiển thị được các footer cho website của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục đăng nhập vào trang zenvn. Và chúng ta sẽ di chuyển đến phần cuối trang. Ở đây chúng ta thấy có một phần footer đó là bản quyền, email, nhà tài trợ. Chúng ta sẽ thực hiện một cái phần footer tương tự như ở trang ZenVN này. Chúng ta cũng vào phần module manager. Tạm thời tôi sẽ đóng cái phần custom HTML này lại. Chúng ta chỉ giữ lại một cái module ở trạng thái status là public. Và tôi sẽ tạo thêm một cái module có cái type là footer. Tôi cũng sử dụng cái title ở phía trên. Position tôi sẽ chọn cái position ở vị trí footer. Chúng ta sẽ tìm kiếm là chúng ta có là cái footer bottom. Chúng ta sẽ thử chọn cái giá trị này. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào save. Và chúng ta sẽ refresh ở ngoài trang home của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy là một cái footer đã được tạo với phần title của chúng ta và những cái phần thông tin về bản quyền vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nó xuống cái vị trí cùng với cái dòng chữ Bovabyte này. Chúng ta sẽ thay đổi cái position của nó. Thì như các bạn thấy là những cái position của Joomla vô cùng khó chịu và chúng ta rất khó có thể chọn đúng cái position theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta sẽ kiếm một cái position khác, chẳng hạn là chúng ta chọn cái vị trí là bottom. Bottom, chúng ta kiếm một cái vị trí bottom, footer bottom. Chúng ta nhấn save và chúng ta sẽ thử refresh lại. Cũng chưa đúng như ý muốn của chúng ta và chúng ta sẽ thay đổi một cái position khác. Chúng ta sẽ chọn là position 10 và chúng ta nhấn save. Thì nó đã nằm ra ở chính giữa và chưa đi xuống cái vị trí này. Chúng ta sẽ tiếp tục thay đổi cái position của nó. Chúng ta sẽ thử là cái position 14 này chẳng hạn. Và chúng ta nhấn vào save. Chúng ta sẽ refresh lại. Thì bây giờ cái footer đã nằm đúng vào vị trí mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên nội dung này do cái module footer sinh ra nó lại không có thể sửa được. Do đó, việc sử dụng cái module footer này lại đôi khi gây những cái khó chịu đối với người sử dụng. Do đó chúng ta sẽ tìm cách để có thể thay đổi cái module footer này. Và một giải pháp là chúng ta sẽ sử dụng cái module custom HTML. Module này với sự linh hoạt của nó có thể thay thế được cái module footer. Chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác này để xem cái sự linh hoạt của module custom HTML. Đầu tiên chúng ta sẽ load cái module footer này lại. Chúng ta sẽ đưa cái trạng thái của nó về là unpublished. Và chúng ta sẽ tạo ra thêm một cái module mới là custom HTML. Với cái title chúng ta cũng sử dụng cái title như trên. Chúng ta sẽ gắn thêm một cái tiền tố là footer. Chọn trạng thái show và position là position 14. Và
chúng ta nhấn vào, chúng ta sẽ nhập cái nội dung, chẳng hạn đây là footer, và chúng ta nhấn vào nút save. Chúng ta tiếp tục refresh ở ngoài trang chủ và phần footer của chúng ta đã được load vào đây. Chúng ta sẽ thử copy phần footer bên Zenven và paste vào nội dung của chúng ta. Chúng ta sẽ paste vào đây. À, chúng ta trước tiên chúng ta sẽ paste vào cái phần wrapper để cho nó mất đi những cái định dạng HTML CSS. Và chúng ta sẽ định dạng nó lại theo ý của chúng ta. Chúng ta sẽ cho nó đậm lên. Và chúng ta nhấn vào nút save. Và chúng ta sẽ thử refresh ngoài trang home. Thì chúng ta đã tạo được một cái footer như ý của chúng ta mong muốn. À, thì qua việc tạo cái footer bằng cái module custom HTML, chúng ta có thể thấy là sự linh hoạt của cái module này không chỉ dùng để tạo ra một cái phần hỗ trợ trực tuyến hay là một cái footer. À, nếu chúng ta biết áp dụng linh hoạt cái module custom HTML này, chúng ta có thể tạo thêm nhiều cái phần có ứng dụng đến HTML. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái module kế tiếp. Đó là module thứ 5, module latest new. Module này giúp cho chúng ta hiển thị được các bài viết mới. Chúng ta sẽ vào phần module manager. Chúng ta sẽ load phần custom HTML này đi và tạo ra thêm một phần mới với cái type của module, đó là latest new. Và chúng ta sẽ copy cái tên module này xuống vào cái vị trí title này. Position chúng ta sẽ chọn nó là, chẳng hạn như là tôi sẽ chọn một cái là middle top chẳng hạn. Sau đó tôi sẽ nhấn vào save. Tôi sẽ refresh ở ngoài trang chủ lại. Và chúng ta thấy là ở dưới cái icon này nó đã xuất hiện thêm 5 cái liên kết cho chúng ta. Khi chúng ta click vào thì chúng ta sẽ được nhảy đến cái bài viết massage này và chúng ta sẽ xem chi tiết được cái bài viết này. Như vậy một câu hỏi đặt ra là 5 cái bài viết này do đâu mà có? Thì chúng ta sẽ quay về cái phần là module của chúng ta. Chúng ta sẽ mở một cái tab mới, đó là cái tab article. Chúng ta sẽ quay về edit cái module này. Quan sát phần basic option, chúng ta có thể thấy là có một cái phần tùy chọn category. Ở đây chúng ta sẽ chọn các bài viết mới, nó sẽ được xuất hiện ở ngoài cái phần bay public của chúng ta. Thì các bài viết mới này nó sẽ thuộc cái category nào thì do chúng ta tùy chọn. Ở giá trị ban đầu thì nó đã chọn là tất cả các category. Giờ chúng ta sẽ thử giới hạn nó lại là cái chỉ nằm ở cái category là Joomla. Sau đó chúng ta nhấn save. Và chúng ta sẽ quay về trang chủ và chúng ta sẽ refresh. Thì các bài viết của chúng ta nó đã được theo đổi và các bài viết này nó sẽ chỉ thuộc về cái chuyên mục là Joomla. Tùy chọn tiếp theo đó là cái số phần tử hay là số bài viết mà chúng ta muốn hiển thị. Ở giá trị ban đầu hay là giá trị mặc định thì chúng ta chọn là 5 phần tử. Bây giờ tôi sẽ tăng lên là khoảng là 8 phần tử và tôi nhấn nút save. Ở ngoài trang chủ chúng ta cũng tiếp tục click refresh và chúng ta thấy là các số bài viết mới đã được load lên thành là 8 bài viết. Chúng ta tiếp theo với cái phần chức năng là feature article. Thì để được thực hiện được phần này, chúng ta sẽ đi vào cái phần article và chúng ta sẽ tìm kiếm những cái bài viết thuộc cái category là Joomla. Ở đây chúng ta thấy là có một cái bài viết beginner ở cái trạng thái là feature. Chúng ta sẽ vào phần cấu hình. Ở đây cái phần feature article chúng ta sẽ chọn là show. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái giá trị là 2 để cho nó ẩn đi, để không hiển thị những cái bài viết này ra và chúng ta nhấn save. Thì khi đó cái bài viết beginner này nó sẽ không được hiển thị. Lý do là cái bài viết beginner này ở phần article
Chúng ta thấy nó là có cái chức năng là feature nó đã được chọn là Z. Nên khi chúng ta tắt những cái bài viết có cái feature là Z thì ở ngoài trang chủ nó sẽ không hiển thị bài viết beginner này. Chúng ta sẽ thử refresh để xem kết quả. Thì rõ ràng bài viết beginner của chúng ta đã biến mất. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào phần cấu hình này. Chúng ta sẽ chỉ chọn cái giá trị là chỉ hiển thị những cái bài viết có cái chức năng là feature và chúng ta nhấn save. Và chúng ta sẽ refresh ở ngoài trang chủ. Thì sau khi chọn cái giá trị feature là Z thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện cái bài viết beginner của chúng ta. Cái tham số tiếp theo đó là order. Thì cái tham số này cho chúng ta biết là chúng ta sẽ hiển thị các bài viết theo cái thứ tự là những cái bài viết được thêm trước hay là những cái bài viết được chỉnh sửa nó sẽ hiển thị, hoặc là các bài viết ở cái trạng thái là public thì nó sẽ được hiển thị. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua các cái order này. Chúng ta cũng sẽ vào phần là quản lý các bài viết. Chúng ta sẽ bài viết content, chúng ta sẽ thử tạo thêm một cái bài viết mới. Chúng ta sẽ tạo tên cho nó là giới thiệu. Alias chúng ta sẽ không cần nhập, category chúng ta sẽ để là Joomla. Và chúng ta sẽ copy cái title này vào cái phần là content và chúng ta nhấn save. Ở phần cấu hình của cái module này chúng ta sẽ chọn các bài viết là nó đã được thêm vào thì nó sẽ hiển thị. Do đó khi ở ngoài trang chủ, khi tôi click refresh thì cái bài viết giới thiệu của tôi sẽ được xuất hiện lên vị trí đầu tiên. Ở đây chúng ta chưa thấy xuất hiện nên chúng ta sẽ kiểm tra lại cái phần cấu hình của chúng ta. Do ở đây chúng ta chọn chỉ hiển thị các bài viết là feature article nên chúng ta sẽ không thấy. Cái đó chúng ta sẽ đưa về cái trạng thái là show. Chúng ta sẽ save và chúng ta sẽ refresh ở ngoài trang chủ lại. Thì bài viết giới thiệu của chúng ta đã được hiển thị lên vị trí đầu tiên. Tiếp theo ở phần cấu hình chúng ta sẽ chọn cái order là những cái bài viết được edit sẽ hiển thị lên đầu tiên và chúng ta nhấn save. Chúng ta tiếp tục vào phần quản lý bài viết. Chúng ta sẽ edit một cái bài viết nào đó, chẳng hạn là bài viết editor chẳng hạn. Và tôi sẽ thêm vào cái giá trị cuối cùng cho nó là gen. VN. Sau đó tôi save cái bài viết này lại. Và khi tôi refresh ở ngoài trang chủ thì cái bài viết editor nó sẽ được hiển thị lên đầu tiên. Chúng ta chưa thấy cái bài viết này. Chúng ta sẽ thử xem lại cái phần cấu hình của chúng ta. Chúng ta cũng chọn ở chi mục là Joomla. Order là những bài viết được edit gần đây nhất sẽ được hiển thị. Chúng ta nhấn save. Ở ngoài trang chủ cái bài viết là editor. Chúng ta sẽ save cái bài viết này lại. Và chúng ta sẽ refresh ở ngoài trang home lại. Thì chúng ta vẫn chưa thấy có cái bài viết này xuất hiện. Và tôi phát hiện ra là cái bài viết editor này nó đã thuộc về cái chuyên mục là login nên có lẽ nó sẽ không được xuất hiện, do đó tôi sẽ chọn nó về cái chuyên mục là Joomla. Và chúng ta nhấn save. Sau đó chúng ta sẽ thử refresh lại. Thì sau khi refresh thì chúng ta thấy là cái bài viết editor này nó đã xuất hiện lên cái vị trí đầu tiên của chúng ta. Order tiếp tục đến với cái order thứ ba đó là public. Thì với cái cấu hình public này cũng tương tự như là modify hay là edit. Đối với cái tham số cuối cùng thì tôi vẫn đang tìm hiểu và khi nào tôi tìm hiểu thành công thì tôi sẽ thông báo đến các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với cái tham số thứ ba đó là public. Thì cái tham số này cho biết là những cái bài viết được public gần đây nhất nó sẽ hiển thị lên vị trí đầu tiên, tương tự như là những cái phần là add hay là modify. Cuối cùng ở phần basic option đó là cái cấu hình theo author. Thì ở đây chúng ta là có hiển thị những bài viết được tạo hoặc là chỉnh sửa bởi ngay chính tác giả là
cái người đang đăng nhập và sử dụng hệ thống hay là không phải với hai cái tùy chọn này. Như vậy là chúng ta đã nghiên cứu thành công cái module lấy thịt new này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng của cái module đó là lấy thịt user. Thì cái module này giúp cho chúng ta hiển thị được các người dùng mới của website của chúng ta ở nhập vào diễn đàn. Ở phần thống kê diễn đàn, chúng ta có thể thấy là nó có liệt kê những cái thành viên mới của diễn đàn, có tên thành viên, ngày tham gia, vân vân. Chúng ta sẽ xây dựng một cái module để hiển thị cái phần chức năng tương tự như thế này. Chúng ta cũng truy cập vào module manager. Chúng ta sẽ đóng đi cái module lấy thịt new này lại. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái module mới, đó là lấy thịt user. Phần title chúng ta cũng copy giá trị ở trên. Phần position chúng ta cũng sử dụng là cái position là middle top, và chúng ta sẽ nhấn vào nút save. Và chúng ta sẽ ra ngoài trang home và chúng ta sẽ refresh lại. Ở đây có quá nhiều cái module nó được chồng lên nên chúng ta khó có thể thấy, nên tôi sẽ tắt đi bớt một số module. Chúng ta sẽ load lại và chúng ta sẽ tắt đi những cái module. Module lấy new chúng ta sẽ tắt đi. Module custom HTML này chúng ta cũng tắt đi và chúng ta sẽ refresh lại. Thì chúng ta thấy đây đây nó có liệt kê cho chúng ta một cái người dùng mới, đó là admin. Thì chúng ta sẽ thử vào cái phần quản lý user của chúng ta. Chúng ta thêm vào một cái user mới với cái name đó là user test chẳng hạn. Chúng ta sẽ copy cái giá trị này vào phần là login name, password, confirm password, email. Chúng ta sẽ thêm vô cái đuôi là a@gmail.com và chúng ta nhấn vào nút save. Sau đó chúng ta sẽ refresh nó ở ngoài trang chủ. Thì bây giờ chúng ta sẽ liệt kê thêm được một cái user mới, đó là user test. Như vậy chúng ta cũng đã thực hiện thành công cái chức năng là lấy tịch user tương tự bên diễn đàn ZenVN của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái tham số còn lại của cái module này. Chúng ta sẽ quay trở về cái phần là quản lý module, quản lý lấy tịch user. Ở đây là có phần là lọc theo group, là chúng ta muốn lọc hay không. Chúng ta thử là chọn giá trị là Z, và cái số mà user sẽ hiển thị chúng ta thử chọn cái giá trị là no, là 1, và chúng ta nhấn vào nút save. Và chúng ta sẽ refresh ở ngoài trang home. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy là không có hiển thị bất cứ một cái user nào cả. Do ở phần cấu hình chúng ta đã chọn là lọc theo nhóm, nên chúng ta sẽ đưa về trạng thái no và chúng ta sẽ chọn là một user. Và chúng ta sẽ refresh ở ngoài trang chủ lại. Thì bây giờ chúng ta đã xuất hiện một cái user, đó là user test. Như vậy chúng ta cũng đã nghiên cứu thành công qua cái module là lấy tịch user.